Hello mọi người, thì rất là nhiều bạn hỏi Vincent về cái chuyện là ngủ không đủ giấc thì có mất cơ hay không, ngủ 4 tiếng một đêm hay ngủ 6 tiếng một đêm thì có bị mất cơ hay không. Nên mình sẽ làm cái video này để giải thích cho các bạn hiểu những cái vấn đề liên quan đến giấc ngủ và liên quan đến chuyện tập luyện và liên quan đến chuyện là có mất cơ hay không hay là có thể tăng được cơ hay không. Rất là cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi và trước khi bắt đầu video thì cũng mong các bạn cho Vincent sự ủng hộ bằng cách like, share, subscribe nếu các bạn chưa subscribe và chắc chắn rồi comment các câu hỏi của bạn ở trên kênh để mình có thể làm những cái video như thế này chắc chắn là bạn cần phải có một giấc ngủ đủ sâu, một giấc ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 tiếng dành cho người lớn theo những cái khuyến cáo chung của rất là nhiều những tổ chức y tế lớn trên thế giới, bạn cần phải có một cái quá trình ngủ sâu, ngoài cái chuyện là đáp ứng cái chuyện là 7 đến 8 giờ một ngày và chắc chắn rồi khi mà bạn ngủ đủ giấc như thế bên cạnh cái chuyện dinh dưỡng đủ bên cạnh cái chuyện tập luyện đủ liều lượng để kích thích phát triển này thì bạn sẽ đạt được một cái hiệu quả phát triển cơ bắp rất là tốt là tại vì giấc ngủ thì rất là quan trọng với chuyện phục hồi giấc ngủ rất là quan trọng với chuyện là tái tạo rất là nhiều thứ về mặt sinh lý học kể cả là não bộ các bạn và trong giấc ngủ thì hóc môn chiết hóc môn tăng trưởng hay là hóc môn testosterone một cái hóc môn mà đối với rất là nhiều bạn ám ảnh về mặt thế giới tăng cơ này thì nó rất là À, gọi là quan trọng hay thậm chí là quan trọng số 1 với chuyện phát triển cơ bắp nữa thì những cái lợi ích của giấc ngủ mình phải nói như vậy còn khi bạn không ngủ đủ giấc ấy thì nó còn liên quan đến cái chuyện là bạn không ngủ đủ giấc 4 tiếng hay 5 6 tiếng nó rất là khác nhau và thực tế ở mỗi người nó còn khác nhau nữa nó liên quan đến cái chuyện là cái chế độ sinh hoạt ban ngày của bạn nó có quá nặng nhọc hay không nó quá gọi là bị căng thẳng hay không nó quá gọi là phá vỡ cơ bắp hay không và cái dinh dưỡng của bạn có đủ không còn thực tế, về mặt lý thuyết, nếu mà nói cái chuyện là bạn thiếu giấc ngủ hay bạn gọi là không có đủ, gọi là 7-8 tiếng ấy, mà bạn bị mất cơ là nó không có về mặt lý thuyết cái cơ chế về mặt mất cơ bắp cái cơ chế về mặt catabolic ấy nó phức tạp hơn rất là nhiều cái cách nghĩ của rất là nhiều bạn là hiểu về catabolic hiểu về dị hóa cơ bắp hiểu về đồng hóa cơ bắp nó bị rời rạc và nó bị phiến diện và nó bị gọi là thô thiển như cái cách mà vincent hay dùng cái từ là thô thiển và sơ xài cơ thể chúng ta là một hệ thống sinh học nó không có vật lý như thế và cái quá trình đồng hóa và cái quá trình dị hóa là hai cái quá trình luôn luôn xảy ra và nó là hai cái quá trình của cái quá trình rất là lớn hay của cái từ rất là lớn đó là trao đổi chất trao đổi chất nó bao gồm hai quá trình đó nên là khi bạn nghiên cứu ấy bạn đừng có tách bất kỳ cái gì ra và bạn đừng có bị dọa sợ là mất cơ là tại vì ấy bạn không có dễ bị mất cơ như bạn nghĩ dù bạn ngủ gọi là không đủ giấc đi chăng nữa thì nó còn liên quan đến ban ngày bạn có ngủ bù không này nó còn liên quan đến ban ngày bạn có gọi là đã mất ngủ rồi hay đã không ngủ đủ giấc nhưng bạn lại cố gắng bạn tập luyện rất là căng thẳng hơn này là tại vì cái stress cái hóc môn cortisol, cái hóc môn mà có thể được coi là kẻ thù của những người mà muốn tăng trưởng cơ bắp ấy thì bạn tập nhiều quá hay là bạn gọi là căng thẳng quá hay là bạn ngủ không đủ giấc nhưng hôm sau gọi là bạn có một cái hành trình làm việc và kể cả việc tập luyện quá căng thẳng đi thì những cái yếu tố đó nó mới gây ra cái chuyện là bạn không thứ nhất là không tăng trưởng được cơ bắp mình phải nói thật như thế là không tăng trưởng được cơ bắp này là tại vì bạn sẽ bị ảnh hưởng về mặt tập luyện ảnh hưởng về mặt sức khỏe nói chung này còn cái chuyện mất cơ thì cũng có thể nếu cái chuyện là bạn bị cái tình trạng căng thẳng bị tình trạng mất ngủ như thế và bạn có một cái gọi là lịch trình sinh hoạt và tập luyện lại còn không khoa học nữa dẫn tới cái chuyện là căng thẳng và stress kéo dài như thế thì có thể nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe và nó sẽ dẫn đến cái chuyện là bạn sẽ gọi là bị mất cơ bắp hay là bị giảm về kích thước cơ bắp rất là nhiều câu chuyện đáng tiếc hay là như một cái trường hợp rất là đáng buồn mà Vincent đã chia sẻ trên kênh như là Scott Murray ra đi khi tuổi rất là trẻ là tại vì các bạn ít để ý tới khía cạnh sinh hoạt các bạn cứ nghĩ mình là một cỗ máy là mình cứ tập luyện phải tập luyện rồi sau đó mình ăn bù nó sẽ mang lại cái sự tăng trưởng giúp mình trở thành idol giúp mình có cơ bắp gọi là to ngay hay là bạn bị ám ảnh về mặt cơ bắp bạn cứ sợ mất cơ bạn tách lẻ ra những cái yếu tố mà bạn cần phải có trong một chương trình tổng thể. Bạn đạt được những cái sự tăng trưởng cơ bắp ấy nhờ vào một cái chương trình tổng thể chứ không phải nhờ vào một yếu tố nhỏ lẻ nào cả nên chắc chắn rồi. Khi mà bạn xem xét tới cái chuyện là tăng cơ hay cái chuyện mất cơ bạn phải xem xét nó trong một cái tổng thể và bạn phải để ý tới sinh hoạt. Ở đây nếu bạn không ngủ đủ giấc ấy thì bạn hãy tìm cách ngủ bù mặc dù nó không có tương đương với cái chuyện là bạn ngủ một giấc đủ sâu đủ dài từ 7 đến 8 giờ đồng hồ một ngày. Tuy nhiên bạn có thể ngủ bù là tại vì bạn cũng sẽ gọi là đạt được những cái lợi ích nhất định về mặt là có thể giúp cơ thể có thời gian để phục hồi tuy nhiên một yếu tố bạn phải xem lại cái sinh hoạt của bạn phải xem lại cái liều lượng tập luyện của bạn và chắc chắn rồi mình đã gọi là thức khuya hay thậm chí rất là nhiều bạn hỏi Vincent là bạn ấy làm đêm, làm ở ba, làm ở club ấy, bạn phải làm đêm ấy. Thì làm thế nào để bạn tối ưu chương trình tập luyện thì mình cũng phải nói thẳng các bạn là bạn phải xem lại cái mục tiêu của mình hay là bạn có bị ám ảnh về cái chuyện là tăng cơ bắp hay không là tại vì mình đã gọi là phải thức khuya phải làm đêm phải gọi là ngủ ít rồi nhưng mình lại có cái mong muốn rất là xa vời mình phải trở thành idol này idol kia hay mình phải đạt được cơ bắp gọi là rất rất là khủng khiếp trong một thời gian rất là nhanh nữa nó không có chuyện đó bạn phải điều chỉnh từng yếu tố một và kể cả là chuyện giảm cân cũng vậy thôi mỗi cái yếu tố trong bốn cái yếu tố như tập luyện dinh dưỡng nghỉ ngơi lifestyle nó là những cái thứ mà bạn phải điều chỉnh thứ này một tí điều chỉnh thứ kia một tí thứ này không có thì thứ kia gọi là cũng phải theo cũng phải thay đổi theo cái thứ mà không có hay cái thứ bị giảm ấy chứ không phải là cái chuyện là thứ này không có là mình tăng cái chuyện kia lên và dẫn tới là mình hành hạ cơ thể mình các bạn đừng nên hành hạ cơ thể mình còn chắc chắn rồi bạn đã không ngủ đủ giấc rồi thì bạn hãy tìm cách để bạn có thể ngủ được tốt hơn hay nghỉ ngơi được tốt hơn bạn không ngủ đủ thì bạn nghỉ ngơi ban ngày còn chắc chắn một cái điều nữa mình phải nhắc lại là những cái khái niệm hù dọa như là mất cơ bạn hãy dẹp bỏ nó đi bạn hãy dẹp bỏ nó đi bạn không có dễ có được cơ bắp nhưng cũng đồng thời bạn không có dễ bị mất cơ là tại vì cơ thể chúng ta thì có những cái cơ chế để có thể duy trì cái lượng cơ bắp thì bạn mới có thể hoạt động được thì bạn mới có thể kiếm ăn được thì bạn mới có thể gọi là bổ sung dinh dưỡng được chứ nếu mà bạn cứ dễ bị mất cơ như thế thì bạn không thể có một cuộc sống khỏe mạnh được và chắc chắn rồi khi các bạn xem kiến thức trên online thì các bạn đừng có sợ các bạn nghiên cứu tìm hiểu rõ hay là các bạn có thể đặt câu hỏi trên kênh của Vincent chẳng hạn thì Vincent sẽ làm video giải đáp rất là nhiều những vấn đề về gọi là giải độc kim Việt thì mình đã làm cả series như vậy mà nên là mong các bạn hãy hiểu những cái điều Vincent muốn truyền tải trong cái video này còn chắc chắn rồi nếu các bạn có câu hỏi thì các bạn có thể comment và đừng quên like share subscribe nếu các bạn chưa subscribe còn video này thì vincent sẽ kết thúc ở đây rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo rất là cảm ơn mọi người